Theo chuyên gia quân sự David X của Forbes, với đà tiến công hiện tại của Ukraine, Nga sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn chiến lược. Nhận định của David X được đưa ra sau khi Nga đã đưa lực lượng thiện chiến nhất của mình là sư đoàn 76 đến mặt trận tại tỉnh Zaporizhia nhằm ngăn đà phản công của Ukraine ở khu vực. Trang Twitter chính thức của quân đội Ukraine ngày 27 tháng 8 đăng bức ảnh thu được phù hiệu của lính Nga thuộc biên chế Trung đoàn Cận vệ xung kích đường 0104 và 234 khi chiến đấu tại mặt trận Zaporizhia ở miền Nam. Điều đặc biệt từ phù hiệu thu được cho thấy đây là hai trung đoàn chủ lực thuộc sư đoàn cận vệ xung kích đường 0 số 76, đơn vị dự bị chiến lược của Nga ở chiến trường Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy Nga đã triển khai một số đơn vị của sư đoàn 76 từ Crimea tới tăng cường cho khu vực miền Nam, nơi Ukraine đã chọc thủng được phòng tuyến đầu tiên của đối phương. Đây được cho là sư đoàn tinh nhuệ nhất của Nga còn sung sức. ISW tiết lộ, các đơn vị của sư đoàn số 76 đã xuất hiện gần làng chiến lược Rabotino tại Zaporizhia hồi đầu tuần, nơi lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát sau nhiều tuần phản công. Theo ISW, sư đoàn 76 được thành lập từ năm 1939. Lực lượng này đã tham gia vào nhiều trận đánh trong lịch sử và đạt được nhiều chiến công. Sư đoàn 76 có 3 trung đoàn bộ binh, mỗi trung đoàn có khoảng 1.700 binh sĩ và trang bị nhiều loại thiết giáp hạng nhẹ cùng một tiểu đoàn xe tăng độc lập. Việc lực lượng Nga tung sư đoàn 76 vào trận dường như là nỗ lực nhằm bịt lỗ hổng tại trục tiến công quan trọng nhất của Ukraine. Gần đây, Kiev tuyên bố tái kiểm soát hai địa điểm chiến lược là làng Rabotino ở Zaporizhia và làng Urorenoy ở Donetsk. Từ những vị trí chiến lược này, các đơn vị Ukraine đang dồn lực đánh xuống miền Nam, hướng tới thành phố Melitopol và Mariupol, hai mục tiêu quan trọng trong chiến dịch phản công. Trong trường hợp giành được hai thành phố này, lực lượng Ukraine sẽ cắt đứt tuyến hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea, cũng như có thể mở đường ra biển Azov. Chuyên gia X nhận định, kết quả sắp tới trên chiến trường sẽ phụ thuộc vào việc hai bên sử dụng lực lượng dự bị như thế nào. Quân đội Ukraine hồi tháng 8 đã tung lữ đoàn xung kích đường 0 số 82, lực lượng tinh nhuệ, được trang bị khí tài hiện đại của phương Tây, tham chiến tại Zaporizhia sau một thời gian ém mình ở hậu phương. Một chỉ huy quân đội Ukraine nhận định, theo học thuyết quân sự của Nga, sư đoàn số 76 là một phần của lực lượng dự bị chiến lược, điều cho thấy mức độ quan trọng của động thái này. Việc điều động sư đoàn số 76 sẽ giúp Nga củng cố năng lực phòng thủ tại miền nam Ukraine nhằm chặn đà tiến của Ukraine, nhưng đồng thời cũng tác động tiêu cực tới nguồn lực chiến đấu dự trữ của Moscow. ISW cho rằng, điều này cho thấy Nga đang thiếu hụt lực lượng dự bị, và việc dồn lực củng cố khả năng phòng thủ ở một khu vực sẽ khiến lớp phòng thủ ở các nơi khác bị mỏng đi. Những người chỉ huy Nga sẽ phải quyết định các khu vực nào thuộc diện ưu tiên để triển khai lực lượng cho phù hợp, ISW cho biết. Chuyên gia của Forbes cho rằng, nếu Ukraine duy trì được đà phản công hiện tại, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là giữ phòng tuyến ở miền Nam hay miền Đông, do Moscow không đủ lực để duy trì cả hai mặt trận. Không chỉ Nga, vấn đề lực lượng cũng là một thách thức với Ukraine. Theo X, việc điều động lực lượng dự bị tinh nhuệ như lữ đoàn số 82 ra chiến trường cũng mang lại nhiều rủi ro cho Kiev. Vị chuyên gia cảnh báo, không đơn vị nào có thể chiến đấu liên tục. Khi lữ đoàn số 82 lui quân về tuyến sau để nghỉ ngơi và sửa chữa khí tài, Ukraine sẽ không còn lữ đoàn nào đủ mạnh để lấp chỗ trống của họ. Cuộc phản công có thể nhanh chóng đánh mất đà tiến. X nhận định, nếu Nga giữ được trận địa và vượt qua được giai đoạn sắp tới, Moscow có thể triển khai phản công ngược vào thời điểm lực lượng tinh nhuệ của Ukraine tạm lui về sau, qua đó lấy lại các vùng lãnh thổ vừa mất kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.